cho việc sử dụng được hấp dẫn, đó chính là tin tưởng. Anh chị phải tin là anh chị đã có nó rồi, và anh chị phải biết rằng là những gì mà anh chị thật sự mong muốn đó đã là của anh chị ngay tại cái thời điểm mà anh chị vừa mới yêu cầu. Anh chị phải có niềm tin tuyệt đối. Tất cả những cái hành động, lời nói và suy nghĩ của anh chị như thể là anh chị đã nhận được những cái điều mà anh chị thật sự mong muốn ngay bây giờ. Nếu như anh chị luôn suy nghĩ là anh chị vẫn chưa nhận được cái điều mà anh chị thật sự mong muốn, thì anh chị vẫn tiếp tục thu hút những cái suy nghĩ mà anh chị vẫn chưa có nó. Anh chị phải tin tưởng là anh chị đã nhận được cái điều anh chị mong muốn rồi, sở hữu cái điều anh chị mong muốn rồi, và anh chị đang có nó rồi. Thì khi mà anh chị làm vậy á, vũ trụ sẽ dịch chuyển toàn bộ các tình huống, con người, sự kiện một cách mạnh mẽ để giúp cho các anh chị đạt được cái điều mà anh chị thật sự mong muốn. Vậy làm thế nào để anh chị có niềm tin tuyệt đối? Đó chính là anh chị phải xây dựng niềm tin. Tiềm thức và vũ trụ luôn phản ứng lại những cái suy nghĩ chủ đạo của anh chị là mỗi thời điểm, chứ không phải là ngay tại thời điểm mà anh chị yêu cầu. Đó là lý do là sau khi mà anh chị yêu cầu xong thì anh chị phải tiếp tục tin tưởng là anh chị đã nhận được cái thứ đó rồi. Tại sao anh chị cần phải xây dựng niềm tin tuyệt đối? Chị Duyên, hai chiếc xe này nè, chị muốn chiếc nào? Wow, cái chiếc Honda này là 70 tỷ lận đó em. Ở bên trong này nó có một cái ghế dài thì là dài, thôi nằm xuống lắm luôn đó. Nhưng mà chị nhận chút này. Ủa chị, sao kỳ vậy? Sao chị sống ngược đời vậy? Hầu hết chúng ta đều không cho phép bản thân của mình được mong muốn cái thứ mà anh chị thật sự mong muốn. Bởi vì anh chị không có thấy được cái cách nó biểu lộ ra, nên là anh chị sợ nó sẽ không có đạt được, anh chị sẽ không có được nó. Và anh chị không có được cái niềm tin là anh chị sở hữu nó và đã có nó rồi. Bất cứ ai đạt được cái thành tựu gì đó thì họ thường họ không biết là họ đã làm như thế nào với anh chị. Vì vậy nên anh chị không cần phải tìm hiểu xem rằng là mọi việc nó sẽ diễn ra như thế nào. Anh chị cũng không cần phải tìm hiểu xem là vũ trụ sắp xếp mọi việc theo một cái trật tự như thế nào. Sao mà chị không dám chọn cái điều chị muốn đi chị? Chị đâu có tiền đâu. Chị yên tâm, em sẽ gửi cho chị cái công thức ứng dụng và hấp dẫn để chị đạt được những điều mà chị muốn. Ôi, chị không biết tin đâu em ơi. Nghĩ làm sao vậy? Có phải là chị phải bỏ tiền ra để chị mua cái chiếc xe này không? Mà chị có 2 tỷ thôi, còn cái chiếc này nó tới 70 tỷ lận. Vậy vũ trụ đem đến cho chị bằng cách nào? Làm sao? Khi mà anh chị cứ cố tìm hiểu xem á, là mọi chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào, chứng tỏ là anh chị đang phát ra một cái tần số năng lượng là tao không có tin. Anh chị không dám tin là anh chị sẽ có khả năng sở hữu được những cái thứ mà anh chị mong muốn. Mọi chuyện nó diễn ra như thế nào á, hoặc là vũ trụ nó mang cái điều anh chị mong muốn đấy với các anh chị như thế nào, đó không phải là mối quan tâm hay là nhiệm vụ của anh chị, mà là nhiệm vụ của vũ trụ. Chị luôn nghĩ rằng là mình phải là cái người tự tạo nên những cái điều mà mình muốn, nhưng mà anh chị lại không dám tin rằng là vũ trụ là cái người thực hiện mọi thứ cho anh chị. Tóm lại là khi mà anh chị yêu cầu thì anh chị hãy tin tưởng, mà anh chị không tin tưởng thì đừng có yêu cầu. Tôi biết rõ rằng mọi thứ tôi đang yêu cầu đang trên đường đến với tôi.